Thủy Tiên lên tiếng về việc gỡ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Mới đây, Hoa hậu Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về lùm xùm gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Từ ngày 2 tháng 7 vừa qua, trong buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, Hoa hậu Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về việc xóa bỏ danh hiệu Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Hoa hậu Thủy Tiên chia sẻ, tôi xin nhận lỗi về bản thân tôi trước, tôi đã suy nghĩ mọi thứ một cách hơi đơn giản và vô tư quá mức. Lúc đó, tôi đang sắp xếp lại Instagram thì tôi muốn viết một câu gì đó mà thể hiện đúng bản thân nhưng mà tôi chưa nghĩ ra, nên tôi đã bỏ trống và không để ý đến. Sau đó, bà Teresa, phó chủ tịch Miss Grand, phóng viên, có nhắn tin đến. Tôi mới bảo là có nhiều người cũng không để vì đó là trang cá nhân nên tôi nghĩ đó là việc bình thường. Sau khi nghe bà Teresa giải thích, tôi mới thấy mình vô tư quá nên đã nhanh chóng bổ sung trở lại, nhưng mà sự việc đã quá muộn vì tôi biết ông Nawaz đã hủy theo dõi tôi. Bên cạnh đó, trong livestream, Thủy Tiên nhấn mạnh luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 và chưa từng có ý định thi thêm một cuộc thi nào khác sau khi đã đăng quang. Tôi đã lớn lên, có được một cuộc đời mới từ Milizi, đó là những điều tôi không bao giờ quên, nàng hậu khẳng định. Ngoài ra, bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty cũng có những chia sẻ về sự việc này. Bà Kim Dung cho biết, do Tiên thấy thời gian đăng quang cũng khá lâu nên mới làm vậy cho nó thoáng thôi chứ không suy nghĩ gì tiêu cực hết. Em ấy luôn luôn trân trọng, yêu thương cuộc thi và đặc biệt quý trọng, ông Nawaz. Cũng giống như các hoa hậu khác, sau khoảng thời gian đăng quang họ sẽ dọn một vài thông tin trên trang cá nhân để trông profile gọn gàng hơn, bởi lẽ danh hiệu thì ai cũng đã biết, sẽ đi hết cả cuộc đời. Với Thủy Tiên cũng không ngoại lệ, cô không suy nghĩ nhiều khi gỡ bỏ danh hiệu và cũng không muốn sự việc đi quá xa. Sau khi nghe tôi, anh Nam cũng như ông Nawaz chia sẻ, Thủy Tiên cũng hiểu và rút kinh nghiệm. Bạn ấy rất cởi mở, bà Phạm Kim Dung nói. Trước đó, vào ngày 30 tháng 6, nhiều người hâm mộ phát hiện Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình quốc tế đã hủy theo dõi Thủy Tiên. Sau khi cô gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 khỏi trang cá nhân. Tuy nhiên, tới chiều cùng ngày, Thủy Tiên khôi phục lại dòng giới thiệu nói trên. Ngày 1 tháng 7, ông Nawaz lên tiếng chê trách Thủy Tiên thiếu chín chắn. Ông bày tỏ, sự thiếu chín chắn bắt nguồn từ việc xóa bỏ danh hiệu trên trang cá nhân. Ngoài ra, ông còn cho rằng khi gỡ danh hiệu, thật sự xảy ra rất nhiều vấn đề.